Xin chào tất cả các bạn đã đến với clip của Kevin. Hôm nay Bin và Trần Nam sẽ thực hiện với man buộc dấu với 10.000 cái nịt. Các bạn chờ đón nhá. Đây là 10.000 cái nịt Bin và Trần Nam đã chuẩn bị. Đây buộc quả dưa rồi. Và đây là quả dưa. Anh em chưa đón nhá. Bé đây buộc đấy. Buộc thì nó mới nổi to lên to. Rồi. Em ra. Em mua này. Ông buộc được vài nhiêu cái thì em mua. Hôm tôi làm một đống cái tèo này. Mười nghìn cái các bạn thấy. Từng cái này được với. Ok. Đấy, chúng tôi phải bảo quản đầu óc cho mình. Đội và nón cơm. Những nón cơm ấy. Đội nguy hiểm cả sợ nó nổ to quá. Ảnh hưởng đến chấn động. Chấn động và chấn thương sọ não. Con dưa mới nặng khoảng tầm 3 cân ấy nhỉ. Con dưa đây là 3 cân. 3 cân 3. Rồi là mình sẽ bắn cái lõi đỏ ra là mình sẽ đớt luôn, mình sẽ ăn luôn. Ui trời ơi. Chắc chừng cò thế vợ nhé. Ngồi Nam một cái chỗ bao ngồi nhé. Đi một mốt Nam một rất nhiều. Đi bục lầu đã. Nam một hai cái một. Đi nữa bục một cái một. Cháu hết cả đầy rồi. Ai hai cái một rồi. Này đồ gần đây. Đi. Đừng gần đây. Chưa thấy nó nổ. Có khi anh em tôi có ghi vẻ mua thêm vòng nịt. Chưa thấy hiện tượng gì.
Đi ra muốn nịt vai về. Tôi đã buộc hết 10.000 cái nịt nhưng mà quả chưa thấy như có động tĩnh gì. Có động tĩnh méo ở đâu. Chiều nay là có khi tôi sẽ phải đi ra mua thêm 10.000 cái nịt nữa. Rồi. Các bạn chờ đón nhé. Ăn nửa rồi bạn nào ơi. Đáng định đi vươn đi thì đã nổ. Ôi. Cạn thế không? Đây. Cạn chê luôn. Okay. Đây bạn. Ôi chuột. Anh em tôi chuẩn bị. Đang đi chuẩn bị đi mua nịt thì lại quả dấu đang phát nổ. Vâng, chúng tôi đang ăn này xong. Bây giờ là anh em tôi sẽ xử lý cho các bạn xem. Đây, nán pet, mó pet ở đâu? Đi đang dưới này căng luôn nhỉ. Bạn cao phết không ạ? Cao. Tôi vừa mới lấy điện thoại xong. Đi coi ăn nào mà. Giờ là tiết mục ăn dưa. Con này lấy thia. Nhìn trong người, trong người nhắn luôn nhỉ. Bạn đợi anh ấy. Anh ấy rồi. Thia. Không. Dưa rất là ngọt. Trong mới rồi. Wow. Anh em tôi để cho quả dưa dưa đứng mà tôi đã phải chặt bỏ cả một cây chuối. Cắm chú đũa lên cho nó video. Ngọt. Mua vòng kìa. Cái này luôn. Dạ. Nằm mùi dấu ngon phết nhỉ. Không hiểu mưa đâu. Dưa rất ngon. Cháu bảo ông đi mua vong về là bị nổ mà để thư giãn nhưng phải để đấy bắt đầu ông giãn là nó nổ. Ông định ra mua ạ? Nó quy đứng dậy à? Thử thách buộc 10.000 chiếc nịt vòng chuồn và
quả dấu của anh em tôi đến đây là kết thúc. Nếu anh em thấy video này hay, hãy like và subscribe kênh cho Bin và Trần Nam bên dưới nhá. Chân thành cảm ơn anh em. Bye bye anh em.